Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ ăn một đĩa miến xào siêu to khổng lồ với thịt dê và cà chua, sốt cà chua. Đây là thịt dê này, chanh, cà chua, tương ớt. Và đây là đĩa nước nước dùng sốt cà chua được mình chuẩn bị sẵn. Mình đổ hết bát nước sốt vào nha. Thêm tương ớt. Ok, xin mời mọi người cùng thưởng thức món ăn với mình. Mình sẽ đổ thêm tương ớt vào.
Ăn miếng chanh, ăn cả vỏ, nó đắng mà nó buồn nôn quá. Ừ à. Theo như mình được biết á, thì ăn chanh mà ăn cả vỏ, đồ chua quá, là có chất chống oxy hóa rất là mạnh, tức là cái chất chống ung thư trong vỏ chanh rất là nhiều. Khi mà ăn nhiều dầu mỡ như thế này á, thịt dầu mỡ nhiều, mình phải ăn thêm một múi chanh cả vỏ thì nó sẽ đảm bảo cho cơ thể mình nó khỏe mạnh. Ăn nhiều dầu mỡ là không tốt đâu các bạn. Nhưng mà khả năng của mình là chỉ đến đây thôi, mình không thể ăn được nữa. Thực sự là cái đĩa miến xào khổng lồ này nó nhiều quá, ăn không thể hết được. Cho nên là các bạn thông cảm cho mình. À, mình rất muốn ăn hết để cho mọi người cùng thưởng thức, mà những người biếng ăn thì có thể sẽ qua cái video của mình sẽ có cảm giác thèm ăn lại. Và đặc biệt những em bé biếng ăn thì khi xem video của mình sẽ có cảm giác thèm ăn hơn. Cho nên là mình rất muốn ăn hết cái đĩa khổng lồ này, nhưng mà thực sự là quá no rồi, không thể ăn thêm nữa. Đây, nhiều nhiều lắm, cái phần này phải 3 người ăn, cho nên là các bạn thông cảm nhá. Có gì các bạn thông cảm cho mình. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.